Câu hỏi đến từ khán giả Tịnh Tâm Tuyên với nội dung như sau. Theo chuyên gia là tỷ lệ đẻ của gà ta lai có cao hay không ạ? Hiện tại thì tôi đang nuôi 60 con và đang chuẩn bị vào giai đoạn đẻ. Xin nhờ chuyên gia tư vấn dùm ạ. Dạ vâng, xin mời chuyên gia. Vâng, kính thưa khán giả, kính thưa bà con. Thì gà ta lai thì cũng không rõ là khán giả nuôi là cái giống nào. Tại vì ta thì nó có rất nhiều giống, mà lai cũng không biết lai với con nào, giữa ta lai lai với nhau hay là lai với một giống gà nhập ngoại khác. Đấy, thế nhưng mà thường là nguyên tắc thì là con lai thì nếu mà nuôi đẻ thì nó hay phân ly. Nhưng mà nếu mà nuôi cái để thương phẩm thôi thì cũng không đáng ngại, tức là nuôi để lấy trứng ăn. Đấy, thì với gà ta thì nó đẻ cũng là không cao. Đấy, gà ta từ gà ri, gà mía, gà hồ, gà đông tảo hay gà trọi. Đấy, các cái giống gà của địa phương thì thường tỷ lệ đẻ thấp. Thế nếu mà chúng ta nuôi mà lai với một cái giống mà cái năng suất trứng cao hơn thì năng suất trứng của con gà lai này cũng sẽ được cải thiện, nó sẽ cao hơn cái giống gà bản địa là gà ta, là con mẹ của nó đó. Đấy, thế thì nó sẽ được năng suất trứng nó cũng sẽ cao hơn một chút. Đấy, thì tùy giống để chúng cho nên là chúng tôi cũng rất là khó là tư vấn là nuôi có đẻ tốt hay không. Đấy, thì đẻ tốt một phần là di truyền, đấy, giống cũng là rất quan trọng, đồng thời cái chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, nếu mà nuôi đúng kỹ thuật thì nó cũng vẫn đẻ tốt. Đấy, ví dụ như là nuôi đúng kỹ thuật là nuôi giai đoạn ốm thì chúng ta cho ăn tự do, nhưng bắt đầu giai đoạn gà hậu bị là chúng ta cho ăn hạn chế, nhưng mà với cái mức để gà nó không béo nhưng mà không được quá gầy còm. Đấy, thì đấy nó mới là hạn chế. Thế đồng thời là khi con gà mới bây giờ khán giả nói là chuẩn bị vào đẻ rồi, đấy thì chúng ta cũng nên bổ sung vitamin ADE, hoặc là nếu mà nuôi nhiều thì có thể là ngâm giá đỗ hay thóc mầm. Nhưng mà chú ý thóc và đỗ là chúng ta phải lựa chọn loại tốt, không có thuốc bảo quản cũng như các thuốc kích thích để mọc mầm, và chúng ta ủ mầm đấy mọc đều và không bị nấm mốc thì chúng ta cho gà ăn với cái tỷ lệ là 10% khẩu phần. Đấy, thì như thế là chúng ta sẽ cho ăn một tuần, sau đó lại nghỉ 1-2 tuần chẳng hạn. Đấy, thì cứ định kỳ mỗi tháng độ 1-2 đợt bổ sung vitamin thóc mầm, như thế thì gà cũng sẽ đẻ tốt hơn. Đấy, thì giống nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tốt hơn cái đàn gà mà không được bổ sung thóc mầm.